Những ngày qua, vụ việc Grab đưa ra mức khấu trừ mới đã làm giới tài xế chạy xe ôm công nghệ xôn xao vì ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo của nhiều tài xế. Đến sáng ngày 8 tháng 12 sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì đến lượt các tài xế tại Đà Nẵng cũng tập trung phản ứng với mức chiết khấu mới của Grab. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tài xế cũng tập trung tại quận 7, nơi đặt văn phòng của Grab để tiếp tục phản ứng và yêu cầu gặp đại diện Grab. Tại Hà Nội, vẫn còn không ít tài xế tiếp tục tắt app và chạy xe thành từng nhóm nhỏ đến nhiều nơi để phản ứng. Trên mạng, nhóm cộng đồng tài xế Grab trên mạng xã hội Facebook, các tài xế vẫn tiếp tục kêu gọi tắt app và tiếp tục di chuyển đến nhiều nơi để phản ứng với mức chiết khấu mới. Trước bức xúc của giới tài xế, đại diện Grab cho biết, việc Grab tiến hành khấu trừ khoản thuế phải nộp, kê khai và nộp hộ cho các đối tác tài xế là tuân thủ theo quy định của Nghị định 126. Trước đó, ứng dụng này đã tham gia góp ý trình bày cụ thể về tác động của nghị định tới cơ quan quản lý thuế, đồng thời nhiều lần gửi văn bản xin hướng dẫn thực hiện nghị định. Tuy nhiên, tới nay Grab vẫn chưa được phản hồi chính thức từ các cơ quan và đang tích cực làm việc cùng các cơ quan chức năng để cân bằng quyền, lợi ích cho các bên có liên quan.